Em Dung Hương Hà Nội Audio xin được mến chào các bác, và hôm nay là ngày mùng 8 tháng 8 năm 2023. Thì em làm cái video này để giới thiệu đến toàn thể các bác một chiếc đầu DAC giải mã độc lập 32 bit và giải mã DSD, tích hợp đầy đủ những công nghệ mới nhất hiện nay như đọc USB, bắt Wi-Fi, bắt Bluetooth, đọc ổ cứng, chơi music server, search em các app như là app Tidal, Spotify và giải mã đường quang từ TV. Để vào phần chi tiết video thì ngày hôm qua thì cũng đã có một bác đã đoán trúng, mình đoán số 35, thì em cũng đã trả lời bình luận cho bác là chúc mừng bác đã đoán trúng, bác liên hệ em để nhận quà nhé và cảm ơn bác. Thì bác mà xem được video này thì liên hệ với em theo số Zalo đi của em nhé, là 0966723489. Và hôm nay em cũng mở hai cái số cuối của cái tờ tiền 5.000 này ra, nó là số 35 các bác nhé. Đấy, số 35 tờ tiền 5.000. Thì để tiếp tục trò chơi đoán hai số của tờ tiền để trúng quà thì hôm nay em lại cho các bác đoán hai số đầu của cái tờ tiền 2.000. Đấy, cho nó khác đi một tí. Và phần quà thì nó là một chiếc USB 64GB, em đã có full nhạc ở trong cái USB này rồi. Và trị giá cái phần quà này cũng gần 700.000. Đấy, thì các bác sẽ bình luận cho em hai cái số đầu của cái tờ tiền 2.000 mà em đã che đi vào cái video này. Thứ hai, các bác xem cho em xin một nút like video, và thứ ba, nếu các bác chưa đăng ký kênh thì cho em xin một nút đăng ký kênh và bấm cho em cái chuông thông báo. Và để vào lúc 11 giờ hàng ngày tất cả những ngày trong tuần thì bên em sẽ lên sóng những video giới thiệu chi tiết hoặc giới báo giá công khai hoặc giới thiệu tất cả những sản phẩm đang có mặt tại shop em. Vâng, và hôm nay thì em giới thiệu với các bác một chiếc đầu DAC Marang LA6005. Con này máy về trong tình trạng là full thùng xốp các bác nhé. Máy về trong tình trạng full thùng xốp, đầy đủ phụ kiện như là dây nguồn này, khiển này, sách này, anten này. Đấy. Và có cả hai râu wifi này. Dây AV này, đấy, đầy đủ những phụ kiện, sách hai quyển. Đấy. Đây là những cái phụ kiện của con Marang LA6005. Thì để về cái chức năng của con LA6005 này thì nó gồm cái chức năng chính như sau. Cái lỗ USB đằng trước thì là đọc USB, đọc ổ cứng hoặc kết nối iPod, kết nối bằng chức năng iPod với tất cả các điện thoại của Apple hay là máy tính bảng qua cái chức năng iPod này. Và thứ hai thì là bắt Wi-Fi, bắt Bluetooth. Đấy, để mình search em các app như là app Tidal này, app Spotify này, hoặc là kết nối AirPlay với điện thoại iPhone không dây. Và nó có một cái đặc biệt nữa là con này nó có đường quang từ TV và một đường quang out. Đấy. Và con này chỉ có đường AV ra thôi. Và đường AV này là trên máy là kích hoạt được chức năng chỉnh volume các bác nhé, chỉnh volume. Và con này thì nó có số series 4 số cuối là 1831. 1831. Đây em sẽ quay luôn trên thùng cho các bác nhé. 1831, trùng máy và thùng là trùng series. Và được sản xuất vào năm 2017. Và con này sử dụng điện 100V 50/60Hz 35W. Và máy được lắp ráp tại China. Đây là hai cái đầu anten. Và bây giờ thì em sẽ quay qua cái hình thức này. Đấy. Hàng nhà em thì nó là hàng ship máy bay. Thế nên là cái thùng của nó về trong tình trạng rất đẹp nhé các bác nhé. Đấy, rất đẹp. Còn lóc máy đây. Lóc máy này thì nó có một số cái vết xước như sợi tóc này thì không tránh được các bác nhé. Còn về tổng thể mặt máy. Mặt máy và góc cạnh của nó thì là đẹp xuất sắc rồi. Không bị xước xác gì ạ. Đấy, mặt phay nhôm màu bạc. Đây là bụi thôi ạ. Đấy. Hai bên hông máy này. Đấy, ốc màu bạc zin đi theo máy về. Đấy. Rất chi là đẹp. Và con này thì đọc được file DSD trên ổ cứng này. Đọc được tất cả những cái file như là file WAV này, file FLAC này, FLAC này. Đấy, và đấy là những cái file chuẩn nhạc nốt nét. Đấy, là đọc được tất cả các chức năng trên USB trên ổ cứng. Và con này cũng chơi được ổ từ 1T trở xuống. Đấy, dùng app điều khiển chơi music server. Đấy, rất nhiều chức năng đây, trên thùng nó ghi điện. Đấy. Và bây giờ thì em sẽ tháo cái nắp lưng ra và cho các bác xem luôn cái ruột gan của con LA6005 này nhé. Và đây các bác nhé, em cũng mở cái nắp lưng này cho các bác xem này. Cái mảng này là mảng analog này, mảng mạch giải mã này, mảng trước nguồn này, mảng này là mảng sau nguồn này. Đấy. Đây là nguồn của nó đây. Tất cả máy móc bên em thì các bác cứ yên tâm là
zin nguyên bản 100%. Đấy, không có mông má, không có sửa chữa, và cái ốc dàn ốc bên trong này các bác nhìn này. Đấy, mới kính quang luôn. Ốc đồng. Đấy, trong ruột gan sạch đẹp 7 màu. Đẹp như mới ạ. Đấy, rất chi là đẹp. Đấy thì tất cả những cái máy móc bên em về thì con nào mà mở lắp lưng thì em vẫn mở cho các bác xem. Xem ruột gan bên trong một cái hàng mà ship máy bay từ bên Nhật về nó đẹp như thế nào. Và bên em cũng chỉ bán hàng zin nguyên bản thôi. Đấy, nên là các bác cứ yên tâm nhé. Bây giờ thì em sẽ bắt đầu em cắm dây nguồn và em sẽ test cho các bác những cái chức năng của chiếc đầu Marang NA6005 này. Vâng, thì em cũng đã kết nối với điện thoại iPhone này. Em cắm USB 32GB này. Và em đã kích hoạt cái chức năng chỉnh volume. Thì để sử dụng cái kích hoạt chức năng chỉnh volume thì các bác sẽ ấn nút volume như này cho em. Đấy, ấn giữ thôi. Đấy. Đấy, như này là ok nhá. Thì đằng sau thì em chỉ cắm đúng 3 dây thôi. Nó là dây AV này, dây quang từ TV này, và hai cái đầu wifi và dây nguồn. Các bác lưu ý cho em điện 100V nhá. Con này nó bắt được wifi thì mình không cần phải cắm dây mạng nữa. Đấy, rất tiện. Hoặc ở nhà các bác mà gần cái cục mà modem phát wifi đấy thì các bác cắm dây mạng thì nó sẽ ổn định hơn là wifi, vì wifi đôi khi nó sẽ lúc mất lúc có. Đây thì em đang chơi kết nối AirPlay. Em đang chơi AirPlay nhé các bác nhé. Đây, cho to volume đây này. Đấy, em sẽ ấy lại iPhone này. Đây, các bác kích vào đây nó sẽ nhìn thấy NA6005 này. Đấy, đợi nó quay nó xong nó nhận này. Đây, nó hiện app vào đây luôn rồi các bác nhá. Đấy, thì đây là cái chức năng phát AirPlay này. Đấy. Còn cái chức năng Bluetooth nhá thì nó rất đơn giản thôi ạ. Chức năng Bluetooth thì đây em đã kết, đây em sẽ hướng dẫn kết nối lại nhá. Thì để chơi chức năng Bluetooth nhá thì các bác sẽ ấn cho em một nút Bluetooth này trên khiển đây, và ấn thêm cái phím SRCH để trên màn hình nó hiện chữ Tune On Bluetooth. Đây. Bluetooth này. Xong ấn nút SRCH này. Đấy, thì nó sẽ hiện là chữ Tune On này. Đây, collecting này. Em sẽ dò này. Đấy. Đây nhá, nó đã hiện chữ Tune On này. Đây các bác nhìn dòng chữ đang chạy này. Đây các bác sẽ đợi nó chạy qua. Đây, và trên điện thoại nó cũng đã nhìn thấy NA8005, à NA6005 này. Thì các bác sẽ kích vào đây. Thì nó sẽ hiện ghép đôi này, 571774 này. Đây, ok, và trên khiển cũng ok nữa. Đấy, thì nó hiện đã nhận với cái điện thoại là Dũng Hương HP. Đấy. Thì tại sao nó lại cái Dũng chữ Dũng ngã dấu chấm, là vì là chữ này là em gõ tiếng Việt ở trên điện thoại này, thế nên là nó sẽ không hiển thị được cái tiếng Việt nhé, bởi vì đầu là đầu của Nhật và nó chỉ hiển thị tiếng Anh thôi. Đấy, em sẽ phát nhạc tiếp từ điện thoại.
các bác mà không dùng thì các bác vào phần là cài đặt này, tắt cái chế độ Bluetooth đi. Và bây giờ em sẽ test cái phần cổng quang, thì các bác chỉ cần ấn về Optica cho em thôi là xong. Đấy. Đấy, thì còn một cái hướng dẫn nữa là hướng dẫn là chơi USB. Thì các bác sẽ vào phần USB cho em. Đây phần iPod USB đấy ạ. Và sẽ bác sẽ sử dụng 5 cái phím điều hướng này. Sang trái này, sang phải này, xuống này, lên này, Enter ở giữa này. Đấy. Và Enter ở giữa này. Đấy, thì và để sử dụng app điều khiển nhá. Thì các bác sẽ vào cái Marang Remote App cho em. Đây Marang Remote App này. Đây nhá, thì cái USB này thì các bác dùng cho em 5 cái phím, 4 cái phím điều hướng này. Đấy. Đấy. Đây, hồng trúc 7 này. Màn hình nó hiển thị là màn hình 3 dòng các bác nhá. Đấy là cái nhạc chuẩn nốt nét này. Đấy. Thì cái phần nhạc USB nó là nhạc hải ngoại, thế nên là khi em phát ra điện thoại thì nó sẽ phát ra âm ly nó sẽ bị bản quyền, thế nên em xin phép là cho nó chạy như này thôi. Đấy, cho nó chạy như này thôi ạ. Đấy thì cứ chẳng như mình vào phần bài đầu tiên của cái phần folder của Hồng Trúc 7 cay đắng bờ môi thì nó hát hết cái folder nó sẽ dừng. Đấy thì mình lại thích vào cái folder khác thì các bác vào nhé. Đây một cõi tình file này. Đấy, rất chi là tiện. Con này là con tích hợp đầy đủ công nghệ Bluetooth các thứ. Thì em cũng thông báo cái mức giá con NA 6005 này thì em bán là 12.500.000 các bác nhé. Tặng các bác dây quang, tặng các bác USB 32GB đây ạ. Và bảo hành cho các bác 3 tháng 1 đổi 1. Đấy. Và một lần nữa thì em cũng xin chân thành cảm ơn các bác.